chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim. Có người con gái xuân vời vời, tóc còn ngắn ngắn chưa đầy buồn. Ngày xưa nàng vẫn yêu màu tim, chiều chiều lên những đôi hoa sim, đứng nhìn xin tím hoa biên biệt, nhớ trong trên chiến biển xa. Xin chào tất cả các bác yêu thích Radio Cassette đang theo dõi kênh YouTube của em. Các bác nhớ bấm nút đăng ký kênh để nhận được thông báo các video em đăng sớm nhất. Hôm qua thì em có đăng lên mấy cái máy JVC, còn hôm nay thì em về được 4 máy toàn là Sony. Các model rất là quen thuộc, dễ sử dụng. Hàng suất chạy điện 220V. Có con 1065 ở bên kia. Chơi bằng cassette rất là hay. Thường thường khi em giới thiệu máy thì em quay máy nào thì em sẽ giao hàng cho các bác máy đấy. Các máy thì em đều báo giá trong video, nên các bác chú ý đón xem khi em giới thiệu chi tiết từng cái. Bây giờ thì em sẽ đi vào báo giá từng máy. Đầu tiên đây là chiếc đài Sony 1145S. Con này thì lâu lâu mới gặp, có megabass tiếng bass rất là tốt. Ở đoạn đầu video thì em đã test nghe nhạc từ cổng điện thoại ở phía trước đây. Các bác có thể cắm vào nghe trực tiếp. Bên này là 5 cái cần equalizer, chỉnh bass chép. Máy chạy một cửa băng cassette, radio bass tốt. Hình thức máy thì cũng còn khá là đẹp. Em bán giá là 1,4 triệu. Để em mở thử radio và băng cassette cho các bác xem. Tiếp xuống dưới này là chiếc đài rất to và nặng, con này là Sony 100S. Hình thức giống với máy 300F em đăng hôm trước, nhưng mà hình thức con này nó lớn hơn, nhất là cặp loa bát tận 16cm. Nó phải to gấp rưỡi cái dàn mini nội địa Nhật bình thường.
chiều ngang là 75 cm và cao là 28. Có một máy duy nhất thôi nha các bác, mà giá cũng rất là hợp lý, em bán giá là 1,6 triệu, chạy hai cửa băng cassette, nghe FM, AM đầy đủ, có 6 cần chỉnh equalizer, bên đây 35 MB và các cần gạt chỉnh băng và radio. Cái này thì nó thiết kế thêm hai cái lỗ mic để hát karaoke, nhưng mà là mic 3.5 để hát karaoke ngày xưa thôi. So với các máy ngày xưa thì nó cũng là thuộc dạng máy có công suất lớn. Để bây giờ em thử chạy một đoạn băng cassette cho các bác nghe. Dùng tới nữa thì cho Như xin nhé. Tiền thể chịu thích. Tiếp qua bên này là chiếc Sony 1065S. Con này thì em tuyển được đầu từ còn rất mới, cho nên là nghe băng cực kỳ ấn tượng. Bắt ra đồ cũng ok và có cả cổng line-in ở phía trước đây, cũng giống như con 1145S bên kia. Những cái dòng này thì em bán cũng rất là nhiều rồi. Lần trước thì về lô thì cũng tầm 5 đến 6 con, bán rất là nhanh. Nói chung các bác tìm những máy radio giá rẻ mà có đầy đủ các chức năng thì máy này dùng ổn nhất. Em bán giá là 1,1 triệu. Để em mở một đoạn nhạc từ băng cassette cho các bác nghe thử luôn. Anh đi về đâu?
Và cuối cùng xuống dưới này là chiếc Sony 75S. Dòng 75 thì nó có hai loại 715 và 75. 715 thì cái núm volume của nó thì là bằng núm xoay. Còn cái dòng 75S này thì là cần gạt, volume mà cần gạt. Và có thêm cái mạch karaoke. Còn loa và các thứ đều giống nhau. Máy này thì ít gặp hơn 715 và cũng chỉ có một máy duy nhất thôi. Em bán giá là 1,4 triệu, hình thức còn đẹp. Loại này thì em bán quanh năm, các bác cũng biết rồi. Giá cả thì vẫn ổn định, hơn 1 triệu, các bác chơi tốt. Dòng này các bác nghe nhạc từ jack cắm điện thoại ở phía sau cũng rất là hay. Có chỉnh bát mic chép ở đây, đầy đủ. Ngày em đến mang theo mùa xuân đôi ta, đời chưa điểm trang bằng nét yêu. Làn mi ướt mắt ngay tròn xoe ngơ ngác, bé ơi nhìn em anh ngần ngơ. Và anh viết cho em bài ca ngơ ước, dù mơ ước chỉ là ước mơ. Rồi đêm tối giang em về gầy thương nhớ, nhớ thương làm anh chết trong mong chờ. Giấu chặt trong tim để tránh xa trời dòng bão. Hôm nay giấc mơ nào đưa anh đến vùng trời đầy yêu thương và man mác vấn vương. Em ơi tiếng ca còn ngây thơ bên tiếng đàn em mơ đưa chúng ta vào mộng nhớ. Khi em bước qua thời hoa niên tuổi học trò là khi anh ôm trái sầu bờ vơ. Ok, em vừa giới thiệu xong 4 cái máy ngày hôm nay. Các bác thích máy nào thì nhớ liên hệ với em theo số điện thoại trên bảng tên. Em sẽ nhận ship hàng toàn quốc qua bưu điện. Các bác nhớ gọi điện trực tiếp. Nếu mà em không nghe máy được thì cứ để lại tin nhắn. Xong việc thì em sẽ gọi lại ngay. Bây giờ em xin kết thúc video này tại đây. Hẹn gặp lại các anh em ở những video tiếp theo.